Còn nhớ cái danh cùng nữa thôi, những cái kia cái nét trực tiếp ở trong trong cái Apple, cái app Apple rồi lịch sử để về nỗi nhớ mấy cái bạn. Đây đây quăng ra đây Mario này kia đây, mình đè thử cái nó không cho, nó cho không cho thấy ở đâu người ta, vậy cái nó máy tính phải dò mấy cái file này mới được. Lấy mấy cái file này lại để mình cài những lần sau mà đỡ phải không, đỡ mà không phải tải, hoặc là cái rồi ngày nào đó mình không biết cái trang này nó có tồn tại lâu không á, mình nên backup riêng để dành, nó hay hơn. Rất là nhiều bạn ha. Nó tín đồ của bé bồ thêm rau quá là đam mê mà tài giỏi nữa mà tạo quá nhiều luôn. Quá nhiều cái hay nè, hay hữu ích quá nhiều luôn ha. Những cái lạ nữa mà cái này cái lạ nè, lạ mà đọc nãy giờ mình kết cái lịch âm lịch Việt Nam á, qua qua kết luôn. Có cái mã QR nữa người ta, để mình thử cái này nó có cho quét mã QR không. Để mình coi cái mã QR này có mặc định không, hay là cho phép mình tạo cái mã QR của mình. Nó không ấy rồi, mình Việt Nam cho cài đặt nữa mà lỗi, không sao, xài mặc định là cũng hay, vì là quá ok luôn này. Không đòi hỏi gì nhiều, đúng trang quá quá nhiều, quá nhiều cái và đồng hồ đẹp nhẹ nên bạn ha. Phải nói là một cái mặt đồng hồ như mấy cái loại này là đầu tư chất xáo chất xám rất là nhiều các bạn nha. Lướt lướt nãy giờ mà không hết luôn mà nhiều quá trời nhiều luôn. Cái này cho các bạn một ngày một cái đồng hồ một mặt thôi, xài năm chưa hết nữa. Có lá cờ nghe nữa kìa, hay nha.
rất là nhiều luôn các bạn ha. Mỗi người mà dùng mỗi chất xám đầu tư luôn, tính ra là nó không biết bao nhiêu. Nãy giờ mình tìm chưa có ra cái Mario các bạn ơi. Tìm chưa ra mà mình nét nãy giờ cũng chưa hết nữa. Cũng coi lướt ra đó nha, lướt nhưng chưa coi từng cái. Quá nhiều luôn các bạn ơi. Admin giữ một kho báu khổng lồ. Cái lịch này cũng hay các bạn ha. Coi tê tê chân luôn rồi, ngồi tê chân luôn rồi, nãy giờ chưa coi giáp. Mình gán mình bò theo nó coi tới bao nhiêu mặt đồng hồ. Quá nhiều. Ủa cái mặt này cũng được các bạn ha, cũng khá ổn mà. Thấy nó đơn giản mà ổn. Mình xài thử cái đó nha các bạn. Một số này nãy giờ thấy cái này cũng êm nè. Mình tải thử. Nó đang chạy các bạn. À, các bạn thấy không? Tương đối ok ha.
Nhiều quá xa nhiều luôn mọi người. Cái này cũng thấy đơn giản nhưng mà thấy cũng hay hay. Còn nữa ta, nhiều thật, nhiều khiếp. Cái tay mình đổ mồ hôi luôn rồi. Đây, Maro rót. Thử cái Maro này thử coi nha. Không cài được mà do phiên bản thấp quá, phiên bản mà tạo cái mặt đồng hồ thấp quá nên nó chưa có tương thích. Rất là nhiều cái ý tưởng hay các bạn ha. Hôm nay ông tập thể dục nữa. Cái ông Mario này thử coi. Này cũng hay hay, rồi bạn 1 chấm chắc không được quá. Ừ, phiên bản 1 chấm thôi mà. Thấp quá sợ mình nó không vô mà. Không được bạn, bạn 1 chấm nó không vô, 2 chấm trở lên thì được thì phải. Cũng hơi tiếc. Bốn mấy phút rồi. Ngồi hoài luôn mà nãy chưa. Chưa hết mặt đồng hồ được. Quá nhiều. Nhiều vô số kể. Nhiều kinh hồn. Ủa, cái này giống dạng trò chơi ấy ha, trò chơi dạng trận. Cũng hay đâu mà cái đơn giản là hay, cái đồng hồ số này cũng hay, thấy nhỏ rất gì mà hay nè.
hộp kim thì cũng ok các bạn. Cái này cũng được, thấy đơn giản gì mình hay nè. Vậy vậy wow, có cái đít này các bạn ơi. Đây fan hâm mộ của mình, tải thử xem bạn mấy chấm đây, 1.4, hy vọng ok. Rồi không khả thi. Ủa, cái này cũng được quá ha. Này hoặc là cái này, này cũng hay hay nè, 1.1 rồi xong. Wow, 1.1 này được các bạn, khả năng chạy đường loading này ok, cũng ổn các bạn ha. Mod không có đất ở Việt Nam ta, cái này cũng hay nè các bạn nha, hai trăm sáu là chắc chắn được rồi. Gì mà em không được ta, tiếc mà. Tiếc các bạn. Maduro nữa kìa, đúng đúng như này nữa nè. Nhiều quá tại nhiều luôn các bạn ơi. Để mệt luôn á. Pokemon này cũng ok nè. Mình lưu ra đi. Giờ bây giờ mình tìm thôi, tìm kiếm thôi, cho bây giờ mà ngồi tìm cái mò hết nổi rồi, ngồi ngồi tay chân hết luôn rồi, quá nhiều. Trang lớn như thế này nghĩ admin đầu tư rất là nhiều nè. Mình nghĩ là nó không có bị lỗi thời với thời gian đâu. Cái này cũng hay nè các bạn. Mình sẽ chọn thử cái này nha. Rồi, đây.
3, dòng ok. Ok. Kim dây luôn. Wow, ok. Alibert nữa các bạn. Ok, cái này cũng hay. Ủa, cái nền kia nó không được nổi cho lắm. Wow, cái này cũng hay nè các bạn. Chơi đất cũng được nè. Một trong một biết được như này. Rồi, không được rồi các bạn ơi. Rồi, lưu lại. Hôm nay mình nhớ mình bấm đây mà ta. 1.1 hay 15. Thử xem. Wow, được rồi bạn ơi. Đúng rồi. Không, chưa phải. Chứ phải cái mình cái góc mình tìm, góc mình tìm nó đẹp hơn, cái góc mình tìm nó có những cái đường văn độc quyền các bạn, rất là hay, cũng cái kiểu như thế này mà có cái đường văn hay lắm. Rồi không được rồi, trái đất này không được rồi. Cho một người anh hùng đi, siêu anh hùng bán 1 chấm, không biết ổn đây. Ok, siêu anh hùng đã vào. Wow, siêu anh hùng vào đây nhìn đẹp các bạn, nhìn đẹp hơn trên ảnh đó ha, đẹp hơn trên ảnh đó, chứ không phải giỡn đâu, đẹp hơn cái này là nó chỉnh cái kim nè, chỉnh màu kim nè, ở đây không có, nhìn đẹp hơn. Bắt đầu người mình chảy mồ hôi các bạn. Rồi nãy giờ ngồi một chỗ cầm tay trái cầm camera nè.
Wow. Mới nè các bạn ơi. Thần tượng mới mà này 2016 ha. Thần tượng Son Goku vào nào? Không vào, không vào rồi. Thần tượng Son Goku đã không thành rồi. Wow. Ý tưởng này rất là hay luôn các bạn nha. Mấy cái biểu tượng đặc biệt luôn nè. Cái nào hay là mình tải 7.2 luôn. Ghê. Yeah. Ok em đây. Ok. Còn một cái nữa. Cái này. Cái nào mà cái nền đẹp đẹp, độc quyền là lắm liền. Không đẹp bằng cái đầu, cái này được. Cái này không ổn, không ổn. Cũng không được. Chung lại là nó không có vô. Mỹ, cái này Mỹ là không vô nè. Kaioken không vô. Tiếc quá. Cái này cũng hay nè các rồi không cho các bạn ạ. Bị gì luôn rồi, bị cấm truy cập hả nhà, lại tải nhiều quá. Làm gì cà phê sao rồi. Mình vô tải thử một cái khác nha. Cái này nè. Rồi không vô.
Đây, cái này đây. Lúc trước là cái file lát trên cái Nokia mình có cái đoạn này, đoạn nền của cái này nữa, mà nền phía trong á, nên nó không chạy, không tương thích. Mình thử mình chạy cái này á, mình chạy nãy giờ cài nhiều quá sao mà nó hết vô rồi, hết nạp được rồi. Đây vẫn còn được các bạn nhé.